Gì vậy cứu? Đi không nhìn đường chị? Chị đi chậm, chị đi chưa? Đứng là đẹp này. Ô đẹp ghê chưa? Đẹp chưa? Mời các bạn cùng thể thao giải trí tổng hợp lên thuyền ra mũi Ghe Gà Bình Thuận tham quan mũi Ghe Gà và ngọn hải đăng. Rất thú vị. Cẩn thận á mọi người ơi. Bây giờ mời các bạn cùng chuẩn bị lên thuyền để chúng ta đi ra biển, đi ra mũi Ghe Gà tham quan một chút chơi. Mời các bạn cùng tham quan. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký theo dõi thể thao giải trí tổng hợp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đi phim đi.
Toàn xe xe đậu đó mà. Nay xong rồi, cả nhà người về rồi. Đi đâu hết tiền? Thôi đi. Đang quay á. Còn nước trong ghế á. Thank you.